Ai là người đã xây nên mảnh đất rực rỡ này? Họ đã làm gì để sinh tồn và phát triển, lập đất, xây mường? Tại sao? Hiểu được họ sẽ là hiểu được về một phần con đường lúa gạo của thế giới, của lịch sử lúa nước hơn 5.000 năm. Điều gì khiến họ có niềm tin mãnh liệt vào sức sống dân tộc mình? Phải chăng bởi đó là các giá trị văn hóa? Tại sao lại nói văn hóa Thái có sức sống mãnh liệt? Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu lần lượt trong 8 tập phim của series phim Người Thái, những cư dân vùng thung lũng với tập 6. Ẩm thực người Thái. Một tộc người muốn tồn tại, họ sẽ phải trải qua những tai ương, đối mặt và chiến thắng tai ương. Tai ương đến từ thiên nhiên, tai ương đến từ bệnh tật. Món ăn và kho tàng bài thuốc trong ẩm thực chính là một tri thức quan trọng cho sinh tồn của họ. Vị trí địa lý đóng vai trò xác định đến nguyên liệu của món ăn. Giả sử như những vùng đất đó có những dòng sông dồi dào phù sa với nền văn minh lúa nước, thì nền ẩm thực không thể vắng bóng những món ăn làm từ gạo. Những vùng đất có sông có suối thì đặc sản luôn là các loại cá tươi ngon. Vùng đất gập ghềnh đồi núi với khí hậu ôn hòa, có rừng bao quanh như nơi ở của người Thái thì các loại rau rừng luôn là đặc sản. Do đó, ẩm thực của một tộc người luôn mang âm hưởng đầy tươi mát của tự nhiên và cá tính con người ở nơi đó. Y học dân gian truyền thống của người Thái là rất phong phú. Đó là cái quá trình người ta tiếp xúc, khai thác cái môi trường tự nhiên. Và trong cái khai thác môi trường tự nhiên ấy, thì người ta đã tích lũy được cái kho tàng y học dân gian phong phú. Cái đó nó đi vào ẩm thực. Người Thái sử dụng rất nhiều các cái loại sản vật từ núi rừng. Cũng như vậy, người ta sử dụng các cái loại lá rừng dùng làm canh để chữa các cái bệnh về đường tiêu hóa. Mà cái này ấy, là người ta sử dụng một cách hàng ngày. Vùng đất Tây Bắc có những thung lũng rộng hẹp khác nhau, tương đối bằng phẳng, có sông suối chảy quanh, khí hậu gió mùa. Tất cả tạo nên một hệ sinh thái thung lũng cơ bản của người Thái, tạo nên định hướng sản xuất trồng lúa, đánh bắt cá, tạo nguồn thực phẩm. Dòng suối Tắc tươi mát các thửa ruộng trong cánh đồng Mường Tắc nổi tiếng, Nhất Thanh Nhì Lò, Tam Than Tứ Tắc, cũng là nơi cung cấp món cá đặc trưng tạo nên câu cơm Mường Hoa, cá suối Tắc. Có thể nói là nhiều thứ mang tính đặc trưng của ẩm thực Thái. Một là đồ, hai là xôi. Khi nói đến Thái là xôi, mà nó nói xôi tức là ăn đồ nếp. Đặc trưng văn hóa Thái là văn hóa nếp. Khách đến nhà là ăn xôi chứ không phải ăn cơm. Người ta là tổng kết là trâu ra đồng ăn cỏ, người đến nhà ăn cơm, mà cơm đây là xôi. Bữa bữa vào bếp đổ xôi là hình ảnh quen thuộc của người phụ nữ Thái. Người Thái vốn tự gọi mình là tay kháu nứng, người cơm nếp đổ. Người Thái cũng có câu khẩu nứng cắp pa ping để chỉ cách ăn đặc trưng của người Thái, đó là xôi đồ với cá nướng. Vì thế mà người Thái đã lựa chọn gạo nếp là món ăn chủ đạo. Ăn cơm xôi no lâu, dẻo sức hơn. Người ta có câu cơm đồ nhà gác, nước vác lợn thui. Người Thái có thói quen ăn đồ,
nấu các thứ chín bằng hơi. Ăn đồ ấy là một trong những cái cách thức chế biến được lựa chọn của cộng đồng cư dân. Ngoài đồ xôi, người ta có thể đồ cá, nó đảm bảo cái tinh chất của nó. Nó hòa quyện các cái loại gia vị vào các cái món ăn, tạo nên các cái hương vị đặc trưng. Cho nên người ta tiến hành đồ, và thậm chí rau cũng đồ. Khi người ta đồ lên, người ta tạo nên cái hương vị thức ăn nó còn nguyên. Và đây là một cách thức trong việc lựa chọn để chế biến món ăn. Xung quanh món xôi đồ của người Thái có nhiều ứng xử thú vị. Gạo nếp ngâm, đổ vào chõ, đổ lên thành xôi, gọi là nướng kháu. Xôi chín đổ ra để quạt cho ráo hơi mới cho vào vật đựng. Người hàng ngày quạt xôi đã trở thành khái niệm tượng trưng cho cuộc sống. Chỉ có khi về nơi cực lạc vĩnh hằng, ở mường then, mường trời mới không phải quạt xôi nữa. Vì thế mới có câu, đổ chõ xôi ra mâm không phải quạt. Cá suối tươi giói bắt lên, đơn giản nhất là gác lên bếp để nướng. Khói củi sẽ làm con cá xe chín dần, tươi ngon. Món cá gác bếp là một trong những món ăn phổ biến hàng ngày của người Thái. Người Thái thì hay từng nói rằng là bay kín má má kín lẩu. Đi thì ăn cá, về nhà thì ăn cơm. Nói cơm với cá là nói đặc trưng ý, trong cấu trúc khẩu phần ăn thường nhật của người Thái. Họ có những cái điển hình mà mình phải lưu tâm. Ví dụ như ăn, trong cái cách ăn của họ, họ có những cái món mà các dân tộc khác không có. Tôi ví dụ như là thường là nước. Ví dụ như nói đến người Thái, người ta phải nói pa pỉnh tộ, tức là cái món cá. Pa pỉnh tộp tức là món cá suối nướng lật úp, một món ăn cổ truyền của người Thái, đặc biệt là người Thái đen ở vùng Tây Bắc. Đây là món ăn quý, rất được trân trọng, lâu đời và đặc trưng của ẩm thực dân tộc Thái. Nguyên liệu chính là cá sông, suối như cá chép, trôi, chấm thật tươi, bắt cá về làm sạch vầy, rồi mổ cá, dọc sống lưng thay vì mổ bụng để con cá mềm mại, dễ gấp úp lại. Phần gia vị nhồi trong bụng cá tiếp xúc với than hồng sẽ tỏa hương ngấm vào thịt cá. Gia vị ướp trực tiếp vào trong bình cá bao gồm gừng, sả, các loại rau thơm và đặc biệt là hạt mắc khén, mầm măng cây sa nhân. Bên ngoài xoa một lớp bột riềng và thính gạo. Pa pỉnh tộp nướng trên than lửa. Khi nướng phải dùng thanh tre kẹp lại để vị cá thêm đậm đà khi các loại gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt và tỏa hương thơm. Thịt cá nướng xong thì bên trong thơm, ngọt, khô chắc. Người Thái có câu, khách đến nhà mà không mời cơm là không được. Dứt khoát phải có bữa cơm hay chén rượu, đó là lịch sự, sự hiếu khách của người Thái. Và pa pỉnh tộp thường hay được làm để mời khách. Người Thái có quan niệm là khách đến nhà đấy thì phải no say. Khách đến nhà mà no say thì chủ nhà bao giờ cũng rất là vui. Đấy, cái tình cảm của người Thái nó là vậy. Cá suối tấc tự nhiên tươi ngon được bắt về rửa sạch. Ở gần bên suối tấc, bà con người Thái luôn có cá suối tấc. Điều đó đã tạo nên âm hưởng đặc sắc đầu tiên cho ẩm thực nơi đây, đó là sự tươi ngon và đậm chất tự nhiên. Cá sau khi làm sạch sẽ được trộn với thính gạo, cũng là thứ gạo từ cánh đồng Mường Tấc, tạo nên nét riêng biệt nhất. Đặc trưng nổi bật nhất trong ẩm thực Thái chính là các loại gia vị tẩm ướp. Rất nhiều các loại gia vị có hương thơm như tỏi, gừng, ớt, các loại lá rau thơm, sả được băm nhỏ, thái nhuyễn, rồi trộn đều với cá. Khí hậu góp phần định vị được đến hương vị của món ăn. Tại sao người Thái lại ăn nhiều gừng, tỏi?
các loại rau có hương thơm như vậy. Có những lý giải cho rằng ăn nhiều gừng, tỏi, ớt vân vân ấm bụng, chữa cảm mạo. Bởi họ sống ở vùng đất lạnh, người dân hay bị các bệnh lý vì lạnh và độ ẩm. Đó là cách họ ăn để sinh tồn cùng với điều kiện tự nhiên. Cá ướp xong được gói vào lá dong và cho lên đồ. Bà con người Thái Trắng thường làm món này để đãi khách quý. Vì thế, mỗi khi nhà có việc, chị em trong nhà cùng líu xíu nhau nấu bếp. Tình cảm của họ gửi vào món ăn, điều đó tạo nên giá trị và bản sắc riêng, nét tinh hoa của ẩm thực tộc người này. Ẩm thực không đơn thuần là dinh dưỡng, mà ẩm thực thể hiện trình độ văn hóa nhất định của một tộc người. Các kỹ năng chế biến lương thực là tấm gương phản chiếu môi trường tự nhiên, cách thức, trình độ, chinh phục tự nhiên của tộc người này, cũng như cả những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống. Thành ngữ Thái có câu, kin sổm, kin van, kin xúc, kin díp, nghĩa là ăn chua, ăn ngọt, ăn chín, ăn sống, để chỉ những người đã từng thân thiết, chia ngọt, sẻ bùi với nhau. Ẩm thực gói trong mình cả tình người của một dân tộc.